giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hát sương lìa cánh, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quên lối, tình dối người mang, tình duyên trăm mối một kiếp đã đoạn. Có tìm tình trong chân còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tôi nhìn quanh một mình, đường quên không tới tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chẳng có bình minh. Nếu mà với Mazang NR1200, thứ nhất là nó sẽ không đáp ứng cho các bác được ở cái kích thước của nó. Các bác cần cho mình một chiếc ampli nhỏ gọn hơn và có thêm tính năng CD, thì Mazang MCR412 sẽ giúp các bác phối ghép với cặp loa JBL L52 Classic rất là tuyệt vời. Hiện tại thì bên em cũng đang cung cấp phiên bản Mazang MCR412 hàng chính hãng của Đông Thành Hòa Phúc với cái mức giá tốt nhất và bảo hành 1 năm. Với cái sự phối ghép này thì các bác sẽ có một bộ sản phẩm có thể chơi nhạc ở trong không gian khoảng 30m2 và với nguồn vào từ Bluetooth, CD, USB và giải mã từ Smart TV đầy đủ hết. Và các bác có thể nhìn thấy đó là cái tông màu champagne của Mazang 412 với cái màu gỗ óc chó xanh của cặp loa L52 Classic, nó cũng rất là đồng điệu và phối màu nên rất là đẹp. Đây cũng là một trong những cái lựa chọn mà các bác nên tham khảo khi mà tìm cho mình một chiếc ampli phối ghép với L52 Classic. Thực tế thì bên em có rất nhiều ampli số các bác nhá. Audiolab 6000A Play, NR1200 Mazang, Denon 1600NE, Sony HS1, Rose RS210, rất là nhiều. Và bên kia thì em còn Mazang 611, cũng như là có cả cốc tai audio X35, cũng như là Onkyo CR775. Nói chung là rất là nhiều cái ampli có thể kết hợp với những cái dòng loa bookshelf nhỏ như thế này, tùy vào cái nhu cầu và cái ngân sách, cái hầu bao của các bác để các bác có thể lựa chọn cho mình một cái cặp loa nó phù hợp. Đây là cái hình thức của L52 Classic cũng như là Mazang MCR412, các bác có thể nhìn từ trên cao xuống rất là đẹp. Và cũng không biết rằng cái nhu cầu của các bác đang là có cái hệ thống âm thanh lớn nhỏ đã có sẵn, nhưng mà cái hệ thống Mazang 412 này cũng rất là phù hợp để các bác có thể chơi nhạc số ở trong không gian khoảng 30m2. Đặc biệt khách hàng của em thì cũng là những khách hàng mà đi tìm cho mình những cái hệ thống dàn âm thanh mini, mặc dù mình đã có một bộ to rồi, anh em chơi những cái dàn như này rất là nhiều. Và cũng như là cái nhu cầu của các bác đang ở phòng khách chung cư ấy, hoặc là phòng ngủ, thì các bác sẽ sử dụng những combo kiểu như này rất là nhiều.
Và Thanh Tâm Audio sẽ cố gắng lên nhiều những cái setup, những cái clip hơn của những cái hệ thống âm thanh khác nhau để các bác cùng nắm bắt và theo dõi. Các bác được thưởng thức cái dòng nhạc acoustic ở trên cái cặp loa L52 này rất là hay. Ôi mấy đêm nay cứ cố quên người lại càng yêu hơn. Vào một đêm không trăng không sao ta trao cho nhau. Ma Giang 412 thì có cả CD các bác nhé. Có cả chơi nhạc từ CD để các bác cũng có thể khai thác được cái nguồn chơi này. Tuy nhiên CD nếu mà bây giờ để mà nói, nếu bác nào chơi nhạc chuyên cơ thì với có nguồn CD. Còn nếu mà bảo những các bác nào, đặc biệt là các bạn trẻ, giờ nhìn thấy cái CD thì có vẻ hơi ngỡ ngàng này. Còn trong giới âm thanh thì CD vẫn là một trong những nguồn phát đỉnh cao nhất.
Bạn nào quan tâm tới combo này có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.